Chào mừng các em đến với khóa học tiếng Anh lớp 10 trên trang web olm.vn Unit 7 Cultural Diversity Grammar Trong bài ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng ôn tập lại hai nội dung ngữ pháp rất quan trọng, đó là cấu trúc so sánh và mạo từ. Phần 1. So sánh hơn, comparative, và so sánh nhất, superlative, của tính từ. đầu tiên là so sánh hơn so sánh kém comparative chúng ta sử dụng dạng so sánh này để so sánh giữa hai đối tượng với nhau cấu trúc của một câu so sánh hơn kém là chủ ngữ cộng với động từ to be cộng với tính từ so sánh hơn than và cộng với tân ngữ hoặc thay cho tân ngữ thì chúng ta sử dụng chủ ngữ thứ hai và động từ to be ví dụ my brother is taller than me anh tôi cao hơn tôi. Thay vì tân ngữ mi thì chúng ta còn có thể sử dụng chủ ngữ ai cộng với động từ to be tương ứng. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào dạng so sánh hơn của tính từ. Dạng so sánh hơn và so sánh kém của tính từ thì sẽ phụ thuộc vào việc tính từ đó là tính từ ngắn hay là tính từ dài kem hãy nhắc lại cho cô như thế nào là tính từ ngắn và như thế nào là tính từ dài chính xác tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết ví dụ như short big hoặc là tính từ có hai âm tiết nhưng kết thúc bằng chữ cái y ví dụ happy noisy còn tính từ dài là các tính từ có hai âm tiết không kết thúc bằng chữ cái y, ví dụ như modern hoặc là tính từ có từ 3 âm tiết trở lên, expensive. Đối với tính từ ngắn, để thể hiện dạng so sánh hơn của tính từ thì chúng ta chỉ cần thêm đôi er vào sau tính từ đó. Như vậy thì chúng ta có dạng so sánh hơn của tính từ short là shorter. happy, happier. Đối với tính từ có một âm tiết thì chúng ta sẽ thường không sử dụng dạng so sánh kém hơn của tính từ đó mà chúng ta sẽ sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ trái nghĩa. Ví dụ đối với tính từ short thì chúng ta sẽ không sử dụng dạng so sánh kém hơn là kém thấp hơn mà chúng ta sẽ nói là cao hơn taller. Tức là sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ trái nghĩa với nó. Còn đối với tính từ có hai âm tiết như happy thì chúng ta sẽ sử dụng less cộng với tính từ. Less happy. Đối với tính từ dài, chúng ta dùng more cộng với tính từ để thể hiện so sánh hơn. Chúng ta có more modern, more expensive. Và để thể hiện dạng so sánh kém hơn, chúng ta dùng less cộng với tính từ. Less modern, less expensive. tiếp theo chúng ta sẽ cùng ôn tập lại dạng so sánh nhất superlative chúng ta sẽ sử dụng dạng so sánh nhất để so sánh một đối tượng trong một nhóm cấu trúc chung của câu so sánh nhất là chủ ngữ cộng với to be cộng với the cộng với dạng so sánh nhất của tính từ đằng sau là danh từ hoặc các thành phần khác của câu ví dụ my brother is the tallest boy in his class Em trai tôi là cậu bé cao nhất lớp. Hay là Phở is the most popular food in Vietnam. Phở là món ăn phổ biến nhất ở Việt Nam. Dạng so sánh nhất của tính từ cũng phụ thuộc vào việc tính từ đó là tính từ ngắn hay là tính từ dài. Cụ thể đối với tính từ ngắn thì chúng ta sẽ thêm đuôi EST vào sau tính từ. Vậy chúng ta có shortest, happiest Đối với so sánh kém nhất thì tương tự chúng ta sẽ sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ trái nghĩa. Nếu đó là tính từ có một âm tiết. Ví dụ chúng ta sẽ không so sánh là kém thấp nhất mà chúng ta dùng tính từ trái nghĩa của nó là thô và sử dụng dạng so sánh nhất là the TALLEST Còn đối với tính từ có hai âm tiết thì chúng ta sử dụng the least cộng với tính từ Đối với các tính từ dài, dạng so sánh nhất của tính từ là the most cộng với tính từ. Và dạng so sánh kém nhất là the least cộng với tính từ. Đối với phần kiến thức này thì các em lưu ý một số điểm như sau. Thứ nhất, các tính từ bất quy tắc good có dạng so sánh hơn và so sánh nhất lần lượt là better và the best bad có dạng so sánh hơn là worse so sánh nhất là the worst for so sánh hơn là father hoặc là further và so sánh nhất là the farthest hay the furthest thứ hai chúng ta sử dụng các trạng từ để nhấn mạnh so sánh các trạng từ này sẽ đứng trước các tính từ so sánh. Đối với so sánh hơn thì chúng ta có các trạng từ much, far, a lot đặt trước tính từ so sánh hơn để thể hiện là hơn nhiều. Hoặc chúng ta có a little, a bit, slightly thể hiện là hơn ít. Còn đối với so sánh nhất, chúng ta sử dụng by far phía trước tính từ so sánh nhất để nhấn mạnh Bây giờ chúng ta cùng luyện tập với bài tập sau nhé. Cô có thông tin về hai đám cưới, đám cưới của ông Smith và đám cưới của ông Long, cùng với năm tính từ: good, expensive, crowded, old và long. Nhiệm vụ của các em đó là viết câu so sánh hai đám cưới này. Ở đây chúng ta có hai đối tượng, hai đám cưới. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ. Thông tin đầu tiên mà chúng ta có đó là số lượng khách mời. Số lượng khách mời thì đồng nghĩa với việc là đám cưới đó có đông hay không. Vậy chúng ta sẽ sử dụng tính từ crowded để so sánh thông tin này. Và vì hai đám cưới này đã diễn ra rồi nên chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn trong câu. Vậy cô có ví dụ như sau. Mr. Smith's wedding was more crowded than Mr. Long's wedding. Đám cưới của ông Smith thì đông hơn đám cưới của ông Long hoặc ngược lại cô có thể sử dụng dạng so sánh kém hơn tương tự kèm hãy so sánh bốn thông tin còn lại nhé rất tốt như vậy về thông tin về chi phí của tiệc cưới thì chúng ta sử dụng tính từ expensive tuổi của chú rể chúng ta sử dụng tính từ old thời gian đính hôn sử dụng tính từ long và đánh giá dịch vụ sử dụng tính từ good. Sau đó thì các em dựa vào cấu trúc so sánh hơn, so sánh kém đã học để viết câu. Cô có một số câu gợi ý như sau. Chúng ta cùng làm thêm một bài tập nữa để củng cố kiến thức. Bài tập này yêu cầu các em sử dụng dạng so sánh hơn hoặc là so sánh nhất của tính từ trong ngoặc để hoàn thành câu. Như vậy, câu 1 và câu 2 chúng ta thấy có gian. Vậy thì chúng ta sử dụng dạng so sánh hơn hoặc là so sánh kém hơn trong trường hợp này. Câu 3, 4 và 5 chúng ta thấy có giờ. Đứng trước tính từ và dựa vào ý nghĩa của câu nữa thì chúng ta biết được các câu này đều sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ.